Câu bị động. Động từ to be có ba nghĩa như trước đây chúng ta đã học là, thì, ở. Ví dụ, anh ấy là giáo viên. He is a teacher. Giáo viên là một danh từ. Động từ to be có nghĩa là. Họ thì giàu có và nổi tiếng. They are rich and famous. Rich, famous là tính từ. Động từ to be có nghĩa là thì. Chúng tôi đang ở nhà. We are at home. Ở nhà là một trạng từ chỉ nơi chốn. Do đó, động từ to be are có nghĩa là ở. Nhưng động từ to be còn một nghĩa thứ tư nữa, đó là bị được. Khi động từ to be có nghĩa này thì sau nó phải là một quá khứ phân từ. Động từ to be cộng với quá khứ phân từ past participle hay V3. Và đây chính là hình thức của câu bị động. Động từ to be có nghĩa được khi chúng ta diễn đạt những cách nói sau đây. Ví dụ, được xây, be built. Built là quá khứ phân từ của động từ build. Được bán, be sold. Được mua, be bought. Được vẽ, be painted. Được làm, be done. Được tìm thấy, be found. Được nấu, be cooked. Được trồng, be grown. Được thiết kế, be designed. Được phát minh, be invented. Được khám phá, be discovered. Và nếu động từ to be được diễn đạt với nghĩa bị bắt, be arrested, bị đánh, be beaten, bị cắn, be bitten, bị phạt, be fined, bị giết, be killed, bị đốt, be burned, bị tấn công, be attacked, bị cướp, be robbed, bị lấy cắp, be stolen, bị theo dõi, be followed, bị lừa, be cheated. Chú ý khi nào ta sử dụng cấu trúc câu bị động. Thông thường, ta chỉ sử dụng câu bị động khi nói đến một hành động nào đó được làm hay thực hiện như thế nào, chứ ta không đề cập đến ai là người thực hiện hay làm hành động đó. Ví dụ, ngôi nhà thờ này được xây cách đây hơn 200 năm. Câu này không đề cập đến ai đã xây nó. Thứ hai, đôi khi với câu bị động, ta cũng đề cập đến một người cụ thể thực hiện hành động. Trường hợp này ta phải dùng giới từ by, bởi ai đó. Ví dụ,
bóng đèn được phát minh bởi Thomas Edison. Câu này có đề cập đến người thực hiện hành động bởi Edison, by Edison. Thứ ba, không lạm dụng và việc sử dụng câu bị động ở những câu sau đây là không cần thiết. Ví dụ, ba tôi uống trà mỗi buổi sáng. Đừng bao giờ nói trà được ba tôi uống mỗi buổi sáng. Cô ấy dạy tiếng Anh. Không nói tiếng Anh được dạy bởi cô ấy. Đêm qua chúng tôi có tiệc ở nhà. Không nói một bữa tiệc được chúng tôi tổ chức ở nhà đêm qua. Và trường hợp thứ tư, khi phải đổi một câu chủ động sang câu bị động, ta phải xem câu đó có túc tự hay không. Ví dụ, người ta nói tiếng Anh trên khắp thế giới. Câu trên có túc tự là tiếng Anh, nên đổi được sang hình thức câu bị động. Những câu sau đây thì không. Anh ấy chạy nhanh. Nhanh là một trạng từ, không phải là túc tự, ta không thể đổi sang câu bị động. Hoặc, tôi sống ở thành phố này. Ở thành phố này là trạng từ chỉ nơi chốn, câu này không thể đổi sang câu bị động. Biết rằng, cấu trúc câu bị động là chủ ngữ cộng động từ to be cộng với past participle. Nhưng động từ to be phải được chia sao cho phù hợp với từng thì cụ thể. Chúng ta có câu bị động của các thì hiện tại đơn, câu bị động của thì quá khứ đơn, tương lai đơn, tương lai gần, hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành. Và câu bị động của động từ đặc biệt. Chúng ta sẽ học và có những bài tập cụ thể ở những phần tiếp theo.